Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 28: Con bé quỷ quái đáng sợ. Gió đêm dịu dàng mơn man lay động lá cây, khiến chúng trở thành một dàn hợp sướng xào xạc trong đêm. Lúc này, Trần Viễn tướng quân Đỗ Thành Trung nằm trên giường long sàng nhíu mày, chìm sâu vào khung cảnh trong một giấc mơ. Tướng quân, xin ngài đừng đuổi bọn thiếp đi, bọn thiếp không đòi hỏi gì cả, chỉ mong có thể ở lại phủ để có một chốn nương thân. Sau khi phu nhân vào cửa, bọn thiếp sẽ cẩn thận, sẽ vâng lời như kẻ bề tôi, cũng sẽ không bao giờ làm phu nhân phải phiền lòng, phải không vui. Tướng quân, cầu xin ngài đấy. Xin tướng quân hãy khai ân, xin tướng quân hãy khai ân. Cho dù ngài không niệm tình nhiều năm bọn thiếp hết lòng cúc cung tận tụy hầu hạ ngài, cũng chỉ xin tướng quân hãy niệm tình đứa nhỏ trong bụng này mà đừng đuổi bọn thiếp đi. Tướng quân Trong giấc mơ, những tiếng khóc lóc cầu xin không ngừng vang lên bên tay Đỗ Thành Trung, còn ở bên ngoài trên trán hắn đã đẫm mồ hôi. Bất chợt có một hình ảnh hiện ra trong giấc mơ của hắn. Trong một đình viện rộng lớn, có một nam tử mặt mày vô cảm đứng trên bậc đá, thờ ơ ra lệnh. Đổ hết cho ta. Tiếng nói vừa dứt một bà vú giả tay cầm bát thuốc tiến lên, cường liệt nắm lấy cằm của nữ tử đang bị trói đến mức không thể động đậy được nhanh chóng đổ hết bát thuốc vào mồm nàng ta. Bát thuốc vừa đổ hết, nữ tử yếu ớt nằm xoài trên mặt đất. Chẳng mấy chốc, một dòng máu đỏ tươi chầm chậm, chậm chảy ra từ hạ thân nàng. Cùng chung số phận với nàng còn có hai nữ tử trẻ tuổi khác, ai trong số các nàng đều không tránh khỏi bị vú giả cưỡng chế uống thuốc. Chưa đến 15 phút sau, Hạ thân của hai nữ tử kia cũng chảy ra một dòng máu đỏ, nhìn thấy mà đau lòng. Đỗ Trung Thành, hôm nay ngươi giết hại máu mủ ruột thịt của chính mình, ngươi là kẻ không có nhân tính, ta nguyền rủa ngươi đời này không có người kế tục, không có ai chăm sóc lúc lâm chung. Đỗ Thành Trung giật mình tỉnh giấc, chống ngực đập liên hồi, khắp người đều là mồ hôi lạnh. Hắn lau mồ hôi trên trán, hồn hển hớp từng ngụm không khí nhưng lời nguyền rủa của nữ tử tràn ngập căm hận vẫn văng vẳng bên tai hắn làm cho mặt hắn cắt không còn một giọt máu chuyện gì xảy ra vậy đang yên đang lành sao lại mơ đến những chuyện trước đây thật lâu sau trái tim đập dồn dập của hắn mới dần dần trở lại bình thường lúc này hắn mới nhớ lại giấc mơ kia lông mày bất giác cau lại hoặc là nói vừa nãy hoàn toàn không phải một giấc mơ mà là một sự thật đã từng xảy ra chỉ có điều hắn không sao hiểu nổi, tại sao hắn lại nhớ lại chuyện đã xảy ra nhiều năm trước bằng cách này. Chẳng lẽ là do câu hỏi hôm đó của thằng bé đã chạm đến đáy lòng hắn? Đời này đã hối hận chuyện gì chưa? Đôi mắt hắn khẽ đảo qua, nghiêng đầu nhìn thê tử đang nằm bên cạnh mình, một lúc lâu, hắn mới đưa tay nhẹ vén những sợi tóc dính trên má nữ tử, ánh mắt nồng nàn tình thâm. Hối hận ư? Không hắn không hối hận. Cho dù có cho hắn một lần làm lại, lựa chọn của hắn vẫn sẽ là như vậy. Nếu nữ tử mà hắn yêu sâu đậm đã không thích hắn có người khác, vậy hắn sẽ vì nàng mà dọn sách tất cả chướng ngại ngăn cản bọn họ ở bên nhau. Dù sao những người kia cũng chỉ là hạ nhân hầu hạ hắn, nên bọn họ sống hay chết, đi hay ở đều do hắn quyết định. Chỉ là vài kẻ hạ nhân hèn mọn mà thôi, làm sao đủ tư cách khiến hắn phải hối hận. Về phần lời nguyền kia lại càng tức cười, hắn đã từng bỏ lên từ đống người chết. Hơn nữa, người chết dưới tay hắn nhiều không kể xiết lẽ nào hắn còn phải sợ vài câu nguyền rủa của một con nô tỳ hèn mọn hay sao? Hắn ngử lạnh một tiếng, chỉnh lại áo ngủ bằng gấm, nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong phủ nha của huyện An Bình, Hạ Thiệu Đình nhìn chằm chằm bức thư trên giường trong đầu nhớ lại những lời mà ngày hôm đó điền thị đã căn dặn trước khi nàng nhét phong thư vào y phục của hắn lúc này hắn vừa nghĩ đến câu trả lời hôm đó của đỗ thành trung lại vừa nghĩ đến vị mẫu thân mất sớm của mình cũng không biết qua bao lâu hắn mới cầm bức thư lên chậm rãi đưa tới ngọn nến đang cháy hắn trầm mặc nhìn bức thư bị ánh nến dần dần đục khoét ăn mòn sau cùng hóa thành tro tàn dì ơi con có lỗi với dì đời này còn sẽ không bao giờ đi tìm hắn nữa. Sau này dù có trở thành ăn xin, con cũng sẽ không đến trước cửa phủ trấn viễn xin ăn. Đường Tùng Niên bình an quay về làm cho mọi người trong huyện Nha đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù công vụ trong huyện đều do đới huyện thừa và thẩm sư ra giúp hắn xử lý nhưng khi đường đại nhân không ở đây trong ai cũng khó mà an tâm. Nguyễn Thị lại càng vui mừng, dù rằng phu quân thân mang thương tích trở về nhưng với nàng mà nói chỉ cần trở về bình an là được vương thị và châu ca thì khỏi cần phải nói một người thì vội vã đến chùa triều vân tạ lễ người còn lại thì cứ như biến thành cái đuôi của phụ thân công báo kiến trương đế xác lập thụy vương làm tân thái tử phải mất một tháng sau mới đến tay đường tùng niên hắn hết sức tỉ mỉ nghiêm túc đọc công báo trong tay từ đầu đến cuối trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả hắn thở dài một tiếng khi đang định cất công báo đi vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy nữ nhi không biết từ lúc nào đã bỏ đến bên cạnh mình con bé mặt mày nghiêm túc nhìn chằm chằm vào công báo trong tay hắn hắn cảm thấy buồn cười véo nhẹ lên má tiểu nha đầu pha trò nói bảo nha của ta thật là thông minh tuổi còn nhỏ mà đến cả công báo của triều đình cũng đọc hiểu rồi sức chú ý của hứa quân giao hoàn toàn bị thu hút bởi nội dung của công báo nàng không phản ứng gì nhiều trước những cú động tay động chân của hắn. Xem ra tất cả những chuyện đã xảy ra đều xuôi theo quỹ đạo của đời trước. Vậy thì lão giả thối sẽ sớm được điều đến binh bộ đảm nhiệm chức khố bộ viên ngoại lang thôi. Vừa nghĩ đến khoảng một năm nữa nàng có thể trở lại kinh thành, ánh mắt hứa quân giao thoáng hiện lên hương phấn. Trở lại kinh thành mà nàng đã từng quen thuộc nhất, cũng là nơi chứa đầy những biến cố của cuộc đời nàng hiện nay binh bộ được tân thái tử nắm giữ, người được vào binh bộ phần lớn đều là tâm phúc của thái tử. Một khi lão già thối được vào binh bộ thì có nghĩa là hắn đã có được lòng tin của tân thái tử, sau này có thể nói là tiền đồ vô lương. Chuyện này đối với nàng mà nói chính là một chuyện tốt. Bởi vì nó đại biểu nàng sẽ sớm có cơ hội được tiếp xúc với hoàng đế phu quân của mình đời trước, hiện nay hắn là nhi tử thứ sáu triệu nguyên hữu của tân thái tử dự vương sau này và là hoàng đế thứ ba của đại tề. Nếu sớm cùng triệu nguyên hữu tiếp xúc có nghĩa là nàng có đủ thời gian để vun đắp tình cảm với hắn, nói không chừng sau này bọn nàng có thể viết nên một giai thoại về tình yêu thời thơ ấu của hoàng đế và hoàng hậu. Nàng liếc nhìn đường tùng niên một cái, đột nhiên nghĩ tới đời trước hắn hại nàng không làm được hoàng hậu, nhưng đời này nói không chừng nàng có thể dựa vào quyền thế của hắn để trực tiếp trở thành thái tử phi tương lai của triệu nguyên hữu nguyên phối hoàng hậu nàng càng nghĩ càng đắc chí trên má hai lúng đồng tiền thoát ẩn thoát hiện có lẽ đây mới chính là dụng tâm thật sự mà ông trời nàng để vượt qua sinh tử và trở thành nữ nhi của lão già thối và đó cũng là sự đền bù cho nàng đường tùng niên phì cười khi nhìn bộ dạng của nữ nhi tiểu nha đầu của hắn đúng là chẳng biết khiêm tốn gì cả. Ai khen con bé một câu, con bé sẽ ngay lập tức nở một nụ cười ngọt ngào vui vẻ, làm cho người đó nhìn mà không khỏi bật cười. Một ngày này, Nguyễn Thị ngồi dựa vào cửa sổ thiêu khăn tay, thỉnh thoảng nàng sẽ ngẩng đầu nhìn ra sân, ngắm nhìn đường tùng niên đang một tay chống eo, tay kia cầm lấy một tấm gỗ nhỏ hình quạt cùng hai con chơi, đánh cầu. Nguyễn Thị nở nụ cười dịu dàng nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt. Sau nhiều ngày nghỉ ngơi điều dưỡng vết thương của đường Tùng Niên đã liền lại hoàn toàn, nhưng tạm thời vẫn chưa khôi phục được trạng thái khỏe mạnh ban đầu, thỉnh thoảng vết thương vẫn hơi nhói đau. Nhưng hắn khăng khăng không chịu ngồi yên một chỗ, hắn thấy hôm nay trời nắng đẹp nên quyết định rủ các con ra ngoài sân đánh cầu. Lần bị thương này đã khiến cơ thể của hắn không còn nhanh nhẹn như thường ngày, cho nên hắn đã nghĩ ra một ý tưởng mới, đổi, đá, thành, đánh, hắn đứng vững, cầm chặt tấm gỗ nhỏ trên tay, lấy một địch hai cùng các coi vui đùa. Hắn dồn lực vào cánh tay, phát cầu về phía hứa quân dao quả cầu cứ bay cứ bay, sau đó, rơi xuống đất. À, muội lại không đánh trúng cầu, bảo nha ơi là bảo nha, muội chẳng khác gì con vịt ngốc nghếch mà chú đầu gỗ nuôi trong nhà ngốc chết mất, chẳng thông minh như huynh gì cả, sao lại có đứa bé ngốc nghếch như muội thế này. Châu ca thấy muội muội không đỡ được quả cầu nào của phụ thân thì tức đến nỗi dậm chân thật mạnh, còn chừng mắt nhìn muội muội y, ngốc chết mất của mình một cái sau đó lại tiếp tục lải nhải. Hừa quân dao vừa thẹn vừa giận, nhưng vẫn cảm thấy không phục mà chừng mắt nhìn lại hắn, gân cái giọng ngọc líu ngọc lô lên cái. Huynh bé huynh cũng ngốc, ngốc chết mất, ngốc chết mất. Ây ây, muội còn dám mắng ta ngốc. Vì muội mà lần nào ta cũng thua đó. Châu ca Cà càng tức giận hơn. Huynh muội hai người ai cũng không phục ai, huynh một câu muội một câu ai cũng không chịu nhượng bộ. Mặc dù hứa quân giao nói lưu loát hơn rất nhiều nhưng khi nói câu quá dài vẫn bị nói lắp, làm sao so được với châu ca lớn tuổi hơn nàng, chẳng mấy chốc hứa quân giao đã bị đối phương bắt bẻ đến mức cãi lại ấp a ấp úng. Đường Tùng Niên cười tít mắt nhìn hai huynh mũi đấu võ mồm với nhau, không hề tiến lên ngăn cản, hắn vui vẻ nhìn tiểu nha đầu tức đến nỗi liên tục dậm chân, gương mặt đỏ phừng phừng và đôi mắt đen láy chứa đầy lửa giận. Cuối cùng, khi nhìn thấy nhi tử cướp lấy tấm gỗ nhỏ trên tay nữ nhi với vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đường Tùng Niên mới lớn tiếng nói. Nào, con nhìn cách cha đánh nè, chính là như này khi còn nhìn thấy quả cầu đến thì mạnh mẽ đánh vào nó đánh nó bay về phía phụ thân ây ra ngốc chết mất ngốc chết mất thôi đừng cầm tấm gỗ như thế này sao con lại ngốc thế hẳn giả vờ ho để che giấu nụ cười của mình lại nhìn tiểu nha đầu mặc dù đang bĩu môi không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn cố gắng học theo động tác của ca ca nguyễn thị ở trong phòng trông thấy một màn này thì lắc đầu cười bất lực sau đó quét mắt nhìn người phụ thân vô lương đang xem kịch vui một cái nhìn đầy trách móc. Đường Tùng Niên, đường Tùng Niên ngươi ra đấy cho ta, đường Tùng. Niên. Đột nhiên, cửa viện truyền đến tiếng kêu giận dữ của đường Bách Niên, lập tức sắc mặt đường Tùng Niên trầm xuống, thuận tay bắt lấy quả cầu đang bay về phía mình rồi đưa cho cho châu ca đang chạy đến cạnh mình, hắn vỗ nhẹ mặt nhi tử nói. Con chơi với muội muội nha cho đến khi không thấy bóng dáng phụ thân đâu, Châu Ca mới than thở. Con còn lâu mới chơi cùng Bảo Nha ngu ngốc. Nói xong, hắn nhìn hứa quân giao làm cái mặt quỷ, rồi chạy nhanh như chớp về phía viện đông của đình ca, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng. Hí hí. Bên tai nàng phảng phất tiếng cười của ngôn vũ, ban đầu hứa quân giao chẳng thèm để tên nhóc châu ca vào trong mắt đâu, nhưng sau khi nghe tiếng cười thì vẻ mặt cứng đờ, ở trong lòng gần từng tiếng, bản cung vốn cũng chẳng thêm cùng một đội với hắn, bản cung cũng chẳng phải tên nhóc ấu chỉ ngây thơ như hắn, lúc nãy là do bản cung bị cưỡng ép nên mới làm vậy. Thấy mình có nói gì cũng bằng không, nàng dứt khoát ngậm miệng lại, hừ nhẹ một tiếng, phủi sạch bụi bặm trên người mình, sau đó vui vẻ chạy về phía Nguyễn Thị, giang rộng đôi tay ngắn tủn ra, kéo dài âm cuối nụm nịu gọi. Nương ơi đi! Lúc này ở trước cổng chính viện, đường Tùng Niên và đường Bách Niên đang dương cung bạt kiếm với nhau. Đường Tùng Niên, ngươi làm vậy là có ý gì? Ngươi định không đếm xỉa đến tình cảm huynh đệ mà muốn ép ta vào đường chết có phải không? Ánh mắt đường Bách Niên tràn đầy hung ác và oán hận, chất vấn. Đại ca đang chỉ trích ta chuyện nào vậy? Huynh đang chỉ trích ta vì đã khoanh tay đứng nhìn, rõ ràng ta có giao tình với khâm sai đại nhân nhưng lại không chịu vì huynh là ra mặt cầu tình để mặc ngài ấy tước đi chức quan của huynh sao đường tùng niên chậm rãi hỏi vặn lại người biết rồi còn hỏi đường bách niên đỏ mắt tức giận đường tùng niên cười nhạt một tiếng ta chẳng qua cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi mà đại ca đã tức giận như vậy thế mà hôm đó đại ca còn nhân lúc ta gặp nạn đi bỏ đá xuống giếng sao lúc đó đại ca không nghĩ ta cảm thấy thế nào? Không sai, ta đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, cũng đã nghĩ mọi cách giúp huynh xoay chuyển tình thế, nhưng dựa vào cái gì? Huynh dựa vào cái gì mà muốn ta phải giúp huynh? Chỉ dựa vào thứ tình cảm huynh đệ sớm đã mỏng manh không chịu nổi gió mưa của chúng ta sao? Ngươi! Đường bách niên giận dữ, nhưng nghĩ đến tình hình nguy cấp hiện nay đành phải đè xuống một bụng lửa giận. Bỏ đá xuống giếng ta bỏ đá xuống giếng lúc nào? Chẳng lẽ đệ thật sự tin những gì thằng nhóc đình ca nói? Đệ thật sự nghĩ rằng ta sẽ đưa thằng bé đến tìm ngô chi phủ để mượn cơ hội hãm hại đệ sao? Đệ thà tin thằng bé miệng đầy lời nói dối ấy cũng không bằng lòng tin người đại ca ruột thịt này, cứ như vậy mà nhận đinh ta là loại người bỏ đá xuống giếng với huynh đệ ruột thịt của mình sao? Đường Tùng Niên nhìn chằm chằm hắn, muốn biết ra mặt của người này rốt cuộc dày đến mức độ nào một người có thể vô liêm sỉ đến mức nào đại ca cho rằng đường tùng niên ta là người có thể mặc cho người khác lừa dối mình sao hắn tức giận mà bật cười đại sa chân trước lấy danh nghĩa cứu ta để lừa mẫu thân một nghìn lượng chân sau thì đe dọa đình ca bắt thằng bé chứng thực tội danh ta nhận tiền hối hộ bao che hung thủ thật sự huynh nghĩ tất cả những việc mình đã làm rất cao minh nên không có ai biết sao hay là huynh cho rằng ta vẫn là đường tùng niên của trước đây thằng nhóc một lòng một dạ cầu chút tình cảm huynh đệ của huynh để huynh tùy ý vu oan giá hóa đường bách niên huynh quả thực là người hông minh nhưng không có nghĩa là người bên cạnh huynh ai cũng ngu xuẩn còn nữa nếu huynh đã không coi mẫu thân là mẹ và nhận định bà ấy là một kế mẫu lòng lang dạ thú thì sau này cũng đừng lấy đủ loại danh nghĩa để đến gặp bà ấy nữa những năm nay huynh đã lấy được quá nhiều lợi ích từ chỗ bà ấy rồi Bà ấy không nợ huynh, cũng không nợ mẫu thân huynh. Huynh không có tư cách chút hết oán giận về việc phụ thân cưới thê lên người bà ấy. Cửa ở bên kia, mời về không tiễn. Cuối cùng thì đường tùng niên cũng lộ rõ vẻ khó chịu và thẳng thắn đuổi khách. Mặc dù mẫu thân luôn thiên vị huynh trưởng hơn hắn nhưng hắn cũng không vì chuyện này mà oán trách bà ấy, nhưng hắn rõ ràng là con ruột của người mà lúc nào cũng bị đặt ở sau cùng khiến hắn khó tránh khỏi cảm giác tủi thân và khó chịu. Làm mẹ kế quả thực rất khó, đứa con mà nguyên phối để lại không thể muốn làm gì thì làm, đặc biệt là người thân của nguyên phối cũng không phải cái đèn cạn dầu, không có chuyện gì cũng sẽ bới lông tìm vết, nếu như bọn họ cho rằng bà ấy khát khe với cháu ngoại nhà mình nhất định sẽ tìm đến cửa làm loạn. Đối với người da mặt mỏng như mẫu thân mà nối đây quả thực là một chuyện rất khó chấp nhận hắn hiểu thì hiểu nhưng không có nghĩa là hắn đồng tình với cách làm của mẫu thân tuy nhiên hắn hiểu tính tình của bà ấy cho dù bà ấy đối xử bất công với mình nhưng hắn có thể cảm nhận được tình yêu mà bà ấy dành cho hắn hắn càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân và bất công rõ ràng bà ấy thật lòng thật dạ đối xử với đường bách niên nhưng bà ấy không những không nhận được một câu nói dễ nghe mà ngay cả sự tôn trọng tối thiếu mà một người mẹ xứng đáng có được cũng không có giỏi giỏi lắm người giỏi lắm lúc này sắc mặt đường bách niên xanh đỏ đan sen ý định đi tìm vương thị gây sức ép với đường tùng niên trong nháy mắt tan biến cay đắng buông một câu như vậy rồi tức giận bỏ đi đường tùng niên không mảy may để tâm đến những gì đường bách niên nói những năm nay hắn nói lời uy hiếp đầy tàn nhẫn còn ít sao anh nhấp một ngụm trà để làm dịu đi cơn tức giận trong lòng bỗng nhiên nghe thấy ai đó gõ cửa thư phòng hắn nói vào đi sau đó hắn nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang đẩy cửa bước vào là đình ca à cháu tìm ta có việc gì sao nhận ra người vào là hà thiệu đình sắc mặt hắn dịu đi mấy phần hà thiệu đình ngờ vực nhìn hắn sau đó lại cúi thấp đầu nắm chặt vạt áo, có vẻ như thằng bé có chuyện gì đó rất khó mở lời. Đường Tùng Niên cũng không thúc giục thằng bé, nhẫn nại chờ đợi. Một lúc lâu sau, Hạ Thiệu Đình lấy hết dũng khí tiến lên nói. Đường Đại Nhân, thật ra đêm đó cháu là người đập chú tôn. Đường Tùng Niên hơi bất ngờ, hắn chưa từng nghĩ đến thằng bé chọn cách im lặng vào ngày hôm đó, thế mà ngày hôm nay lại chọn nói ra sự thật. Nhưng chân tướng sự vụ án hắn đã điều tra ra từ lâu, bây giờ nghe thằng bé nói cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Sau đó, hắn thấy Hạ Thiệu Đình lấy từ trong ngực ra mấy tấm ngân phiếu, vẻ mặt thấp thỏm đặt chúng ở trước mặt hắn, đường tùng niên nghi hoặc cầm lên lật nhìn một lúc. Ôi, thằng nhóc này được lắm, mệnh giá không nhỏ nha. Đây đều những thứ đêm đó gì cho cháu, gì muốn cháu cầm theo những tờ ngân phiếu này rời đi, đại nhân ngài tin cháu không những tờ ngân phiếu này thực sự là gì cho cháu hạ thiệu đình lo lắng nhìn đường tùng niên thằng bé rất sợ đường tùng niên nghĩ rằng mình đã lấy trộm chúng đường tùng niên rơi vào trầm mặc thật lâu một hồi lâu sau mới thở dài một tiếng trả lại ngân phiếu cho thằng bé và nói ta tin cháu tin những thứ này đều là gì cháu cho cháu nàng ấy lo sau khi mình qua đời cháu sống một mình sống trên đời không nơi nương tựa cho nên mới cho cháu số tiền nàng tích góp cả đời với hy vọng cuộc sống sau này của cháu sẽ tốt hơn đình ca cháu có một người gì rất tốt hạ thiệu đình thở phào nhẹ nhõm gương mặt tươi tỉnh hơn hẳn trên môi còn nở một nụ cười thật tươi nhưng vẫn khẩn trương dò hỏi ngày tin những lời cháu nói thật sao đường tùng niên nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt nhỏ bé của hắn nói cháu đi tìm châu ca chơi đi. Chuyện kia ta đã biết lâu rồi. Cháu đập chú tôn chỉ vì muốn bảo vệ cho gì của mình, chứ không phải do cố ý. Lúc này, Hà Thiệu Đình mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè lên lòng hắn bấy lâu dường như đã được rời đi, trên mặt lộ ra một nụ cười thoải mái. Thấy thằng nhỏ có vẻ đã dễ chịu và vui vẻ trở lại, đường tùng niên cười lắc đầu trong lòng có chút bùi ngùi. Quả nhiên Điền Thị đã sớm chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa. Dù quyết định chết đi chăng nữa, nàng cũng phải để lại những thứ của mình cho những người mà nàng thực sự quan tâm, còn mẹ con Đồng Thị đừng mong nhận được thứ gì. Một khi khiến phụ nữ bị tổn thương sâu sắc, các nàng sẽ ra tay không chút lưu tình. Gạch nối Những ngày sau đó, hứa quân giao hết lần này đến lần khác bị châu ca ghét bỏ chỉ vì ngu ngốc. Tiểu Kaka ca ca không có chút tình thương làm thế nào cung không chịu đưa Muội Muội đi chơi. Trước mặt cha mẹ thì đồng ý sẽ chăm sóc Muội Muội, đưa Muội Muội đi chơi nhưng vừa quay đầu một cái hắn chỉ vứt cho Muội Muội một câu: Ta không chơi với đồ mốc bảo nha, đã chẳng thấy tâm hơi đâu cả, làm hứa quân giao tức đến nỗi dậm chân tại chỗ. Đây là lần đầu tiên trong cả hai đời nàng bị người ta ghét bỏ như này, mà người ghét bỏ nàng lại chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém, thật sự làm hứa Thuộc Phi tức muốn chết may mà nàng vẫn còn vũ khí bí mật nếu tiểu đường đại nhân đã không muốn chơi với nàng thì vẫn còn có một người vẫn còn có một con quỷ vô cùng vui sướng khi được chơi với nàng mấy ngày nay nàng luôn bị châu ca vứt bỏ nhưng nàng cũng không thèm để ý hứa quân giao tìm một nơi yên tĩnh dâm mát gọi ngôn vũ ra sau đó cùng ngôn vũ một người một quỷ luyện tập đánh cầu ngã ở đâu thì đứng lên ở đó nàng thề sẽ tập đá cầu thật tốt rồi có ngày nàng sẽ đánh bại tiểu đường đại nhân kẻ đã dùng mắt chó xem thường người. Thế là, ở một nơi nào đó vắng vẻ phía sau nha môn, một tiểu nha đầu mập mạp đá quả cầu ngũ sắc về phía đối diện, sau đó quả cầu ngũ sắc lại này trở lại. Lý thị Cố Tình đưa hai huynh đệ Hưng Ca và Diệu Ca đến tam phòng để làm hòa hoãn mối quan hệ giữa hai nhà. Từ sau khi nàng ta biết phu quân nhà mình không giữ được chức quan mà hắn khó khăn lắm mới có được, trong lòng nóng như lửa đốt, nàng ta không ngừng thúc giục phu quân nói mấy câu mềm mỏng với đường tùng niên bất kể thế nào cũng phải giữ được chức quan còn nước còn tát không thể ra về tay không được nhưng đường bách niên lại cứng cổ không chịu từ trước đến nay mẫu tử vương thị vẫn luôn là người luồn cúi trước hắn không bao giờ có khả năng ngược lại lý thị hết cách chỉ có thể tự mình tìm cách cách nàng làm cũng không thể quá thẳng thắn vì vậy mỗi lần đến An Bình huyện nha nàng đều mang theo các con đi cùng để viện cớ lấp liếm. Châu ca vẫn ghi thủ chuyện lần trước Hưng ca và Diệu ca dùng rắn dọa mình, thế nên bây giờ hắn không thích chơi với hai tên này, nhìn thấy một nhà ba người bọn họ Châu ca không nói không rằng với mẫu thân, vùng vằng vài cái rồi chạy đi mất hút. Hai nghi tử nhà Lý Thị cũng không thích thằng em họ này. Nhưng vì đây là lần đầu tiên đến đây, bọn chúng nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, chạy loang quang khắp nơi khiến nha hoàn phải nhắng lên đuổi theo diều ca đuổi theo mấy con gà mái mà nhà bếp mua về khi hắn đuổi kịp một con liền vươn tay túm lấy cổ nó cười ha hả khiến cho mấy đầu bếp đứng cách đó không xa vừa cuống vừa tức nhưng lại chẳng thể làm gì hắn may thay hứng thú của hắn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh chẳng bao lâu hắn đã bỏ qua cho mấy con gà mái gì rồi chạy đi trong lúc vô tình hắn chạy đến một chỗ thanh vắng vốn cảm thấy nơi này buồn chán đang muốn rời đi thì đột nhiên hắn nhìn thấy cách đó không xa có một thân ảnh nhỏ bé mặc xiêm y màu đỏ, nhìn kỹ lại, hắn mới nhận ra đó chính là nha đầu hung dữ ngày hôm đó. Chỉ nghĩ tới đó thôi, mà cánh tay hắn đã cảm thấy lạnh ngắt, như thể cảm giác kinh hãi khi con rắn chết đó quật vào người mình được tái hiện lại. Người hắn run lên bần bật, vốn dĩ hắn đã nghĩ đến việc dạy dỗ nha đầu hung dữ này, nhưng giờ hắn lại bỏ chạy không chút dấu vết hắn nhìn nha đầu hung dữ nhặt một quả cầu màu sắc đẹp đẽ lên, tay nàng vừa vung quả cầu liền bay lên theo, sau đó nàng nhấc chân đá bay quả cầu, quả cầu đập bay về phía đối diện. Hắn nghĩ trong lòng con bé này đúng là vừa ngu vừa dữ, đến cả đá cầu mà cũng không biết. Hắn chu môi, nói thầm vài câu. Ngay sau đó, ánh mắt hắn sáng lên, cái miệng nhỏ mở to, hắn trơ mắt nhìn quả cầu đáng lẽ nên rơi xuống đất nhưng cuối cùng lại bay về phía tiểu nha đầu kia hứa quân giao đá một cái quả cầu lại khác tự quay về cứ như thế mấy lần diệu ca càng xem càng sợ mặt cũng càng lúc càng trắng đôi mắt trợn tròn cuối cùng cũng không chống lại được nỗi sợ hãi trong lòng sau khi hét a à, một tiếng thì quay người chạy như bay đáng sợ quá đáng sợ con bé kia chẳng những hung dữ mà còn là một con bé quỷ quái hứa quân dao sửng sốt trước tiếng hét bất ngờ này nàng hơi dừng lại một chút nên không đỡ được quả cầu mà ngôn vũ đá lại. Cô nhìn bóng dáng đang hoảng loạn của anh nhau với ánh mắt khó hiểu. Đó là tên tiểu tử khốn nạn của đại phòng, hắn đến đây làm gì vậy? Giao giao, mau đá cho ta đi. Ngôn vũ thúc giục một cách thích thú. chương 29, bà đồng tiểu đường bắt sâu bỏ. Hứa quân giao cầm quả cầu trong tay, trầm ngâm nhìn về hướng diệu ca biến mất, nghe thấy tiếng kêu của Diệu Ca trong đầu nàng chợt nghĩ đến một khả năng, không lẽ tên khốn đó nhìn thấy mình đang tự chơi đá cầu rồi sao? Nhanh lên giao giao, nhanh lên. Ngôn vũ thấy nàng mãi mà không đá cho mình thì vội vã thúc giục. Hứa quân giao cất quả cầu đi, nói. Không chơi nữa. Giờ nàng phải quay về xem tên tiểu tử khốn nạn của đại phòng kia gặp chuyện gì mà kêu lên thảm thiết như thế. Ờ, Mặt ngôn vũ tràn đầy thất vọng. Sao lại không chơi nữa thế? Ta phải cố gắng lắm mới đá được tốt như bây giờ đấy. Hứa quân giao hư nhẹ, lườm nàng ta một cái. Đúng rồi, người đá giỏi lắm rồi. Ngôn vũ không quay lại trong khóa trường mệnh mà đi phía sau nàng không ngừng lại nhài. Giao giao chơi tiếp đi mà, quen tay hay việc, chúng ta phải chăm chỉ luyện tập mới đá giỏi được mới có cơ hội thắng đại ca của ngươi, không phải hắn luôn gọi ngươi là đồ ngốc sao? Hứa quân giao ngó lơ nàng ta. Ngôn vũ tiếp tục lải nhải bên tai nàng như tụng kinh. Chơi tiếp đi mà chơi tiếp đi mà, một người chơi buồn chết mất, chơi đi giao giao, chơi đi mà, đi mà. Chơi đi ta sẽ nhường cho ngươi mấy quá, ta sẽ làm bộ không đá chúng mấy quả, được không? Được không giao giao? Hứa quân giao chân bước như bay, đi càng ngày càng nhanh. Ngôn vũ vẫn kiên trì đuổi theo, mồm vẫn lép bép không ngừng. Cho đến khi nhìn thấy ánh nắng ngày càng gay gắt, nàng ta mới không cam lòng lầu bầu vài tiếng, mang theo hậm hực chui vào khóa trường mệnh. Cuối cùng hứa quân dao cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn tay chân múp míp của mình rồi nhăn mũi bất lực. Nói về lý thị, nàng ta muốn để Nguyễn Thị giúp mình cầu tình với đường Tùng Niên, bằng mọi giá phải giúp đường bách niên giữ được chức quan mà hắn đã phải tiêu tốn nhiều tiền mới có được. Nàng ta bắt đầu nói từ những việc lặt vặt thường ngày trong nhà, sau đó mới huyền chuyển nhắc đến vấn đề tình cảm. Lý Thị nói mặc dù Hưng ca và Diệu ca thường ngày thích ồn ào cãi vã, nhưng sau khi cãi nhau xong hai đứa chẳng tức giận được bao lâu đã lại cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Sau đó nàng ta rút ra kết luận rằng giữa huynh đệ với nhau chẳng bao giờ có mối thù nào để được qua đêm cuối cùng mới dẫn vào vấn đề chính. Dù lão gia nhà nàng bề ngoài nói năng chua ngoa, nhưng lòng dạ mềm như đậu hũ. Lão gia nhà nàng rõ ràng rất coi cho người đệ đệ như đường tùng niên nhưng lúc nào cũng thích nghĩ một đằng nói một nẻo, cứng đầu cứng cổ không chịu nói ra mấy câu dễ nghe, vì thế mới tạo ra hiểu lầm giữa hai huynh đệ. Nguyễn Thị nghiêm túc nghe nàng ta nói năng hùng hổ, cũng không hề nói chen vào một câu, thỉnh thoảng lại gật đầu phụ họa vài tiếng mặc dù nàng ta không nói nhưng nguyễn thị cũng đã đoán được ít nhiều mục đích đến đây hôm nay của nàng ta dù nàng có lòng bao dung nhưng cũng biết đau lòng cho phu quân của mình và lại nàng tin rằng đường tùng niên sẽ tự có chừng mực thêm nữa nàng đã sớm sinh lòng bất mãn với những gì đường bách niên đã làm với hạ thiệu đình trước đó vì vậy nguyễn thị chỉ nghe thôi chứ không hề có ý định nhúng tay vào và cũng không hề muốn nhúng tay vào lý thị thấy bộ dạng nghiêm túc gật đầu tán thành của nguyễn thị cứ nghĩ mình đã thuyết phục được nàng nên trong lòng cảm thấy vô cùng hoan hỉ nàng biết ngay tam đệ muội là người dễ dàng đối phó nhất mà chẳng những tính tình mềm mỏng mà đến cả lỗ tay cũng mềm theo thuyết phục nàng ấy vừa đơn giản lại còn hiệu quả chỉ cần nàng ấy thổi gió bên gối đường tùng niên thì phu quân nhà mình nhất định sẽ giữ được chức quan này Diệu ca, cháu ở đây làm gì vậy? Sao không vào phòng đi? Khi vương thị dắt tay châu ca qua đây thì nhìn thấy diệu ca đang được mặt ngồi xổm dưới gốc cây. Cả người ngồi im không nhúc nhích, vương thị thấy thế ngạc nhiên hỏi. Nhưng diệu ca dường như vẫn không nghe thấy vương thị nói gì, thằng bé vẫn ngồi được mặt ra. Trong lòng vương thị cảm thấy sợ hãi, bỗng nhiên sinh ra một dự cảm không lành vội vã tiến về phía thằng bé kéo lấy tay hắn gọi vài câu. Diệu ca, Diệu ca ơi. Diệu ca vẫn vô chi vô giác, lúc này bà ta đã phát hiện ra ánh mắt vô hồn của Diệu ca, nét mặt thằng bé đờ đẫn như người mất hồn. Châu ca vẫn đứng cạnh đó quan sát hồi lâu đột nhiên lên tiếng. Bà nội ơi, hồn của huynh ý bay mất rồi, để cháu giúp huynh ấy gọi hồn à. Nói dứt lời cũng không đợi vương thị đáp lại, Châu ca nhặt lấy một cành cây nhỏ, tiếp theo thắt khăn tay của mình lên cành cây, sau đó khua nó trước mặt rượu ca và lẩm bẩm gọi. Diệu ca mau quay về, diệu ca mau quay về. Dừng một chút, châu ca dầu môi nhìn vương thị nói. Bà nội, bà cũng gọi cùng cháu đi. Càng nhiều người càng tốt. Vương thị không trả lời. Bỗng nhiên thằng bé nhìn thấy hạ thiệu đình ở đằng xa, lập tức vẫy tay gọi lớn. Đình ca mau đến đây, đình ca mau đến đây. Hạ thiệu đình nghe thấy tiếng châu ca gọi mình thì ngừng đầu, vội vàng chạy về phía thằng bé, chạy đến gần hắn mới phát hiện tình huống có vẻ hơn kỳ lạ. Châu ca không để ý tới hắn mà trực tiếp kéo tay hắn dặn dò. Huynh gọi theo ta, diệu ca quay về, diệu ca quay về. Nói xong, thằng bé tiếp tục khua cành cây thắt khăn ra trước mặt diệu ca, vừa khua vừa gọi. Diều ca quay về, diều ca quay về. Hạ Thiệu Đình hồi lâu vẫn không biết mình nên làm gì chỉ sững ra nhìn thằng bé làm bậy. Vương thị không muốn cùng cháu mình ồn ào, lớn tiếng gọi người. Một lúc sau Lý thị và Nguyễn thị ở trong phòng nghe thấy bên ngoài có tiếng kỳ lạ, vội vàng bước ra ngoài. Sau khi thấy con mình, Lý thị la khóc dữ rồi. Vẫn đang bình thường mà sao lại biến thành như thế này? Nguyễn thị cũng kinh sợ vội vã phân phó hạ nhân đi mời đại phu diều ca quay về diều ca quay về đình ca mau gọi theo đệ đi diều ca quay về diều ca quay về khổ diệu diều ca quay về con của ta con bị sao vậy nếu con mà có mệnh hệ gì thì làm sao nương sống nổi mau đi mời đại phu đi mau chuyện gì xảy ra vậy nãy vẫn còn bình thường mà lúc hứa quân giao quay lại thì chứng kiến một khung cảnh hỗn loạn thế này nàng sững sốt hết nhìn châu ca đang hóa thân thành bà đồng lại thấy hạ thiệu đình mang theo khuôn mặt không được tự nhiên hắn giống như cái đuôi bám theo sau châu ca học theo thằng bé gọi diệu ca quay về nhưng nặn nửa ngày vẫn không thốt nổi lên câu sau đó nàng nhìn lý thị ôm diệu ca chạy vào trong phòng còn bà đồng tiểu đường tận tâm với nghề cũng lon ton chạy theo sau vừa chạy vừa tụng tinh không ngừng. Diều ca quay về, diều ca quay về. Cuối cùng Hứa Quân Dao không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng, ha 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 ha. Hạ Thiệu Đình ra mặt mỏng sau khi nghe thấy tiếng cười của nàng thì cả khuôn mặt đỏ bừng cả lên, nói ấp a ấp úng, nói mãi không xoang câu, diều ca quay về. Hứa Quân Dao thấy có vẻ thú vị, cũng bước lon ton theo sau mọi người vào phòng. Trong căn phòng rộng lớn, Vương Thị lặng lẽ lau nước mắt, tiếng kêu khóc của Lý Thị to đến nỗi lần át cả tiếng an ủi của Nguyễn Thị, thậm chí còn át cả tiếng gọi hồn của Châu Ca, hứa quân giao phải dựa vào ưu thế của cơ mới chen vào được trong phòng nàng thích thú nhìn bà đồng tiểu đường đang hăng say làm việc. Không ngờ rằng tiểu đường đại nhân còn có tài năng này nữa, quả thật khiến bản cũng phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Nương Hưng ca hùng hổ lao vào phòng, hắn nhìn thấy nương mình đang ôm đệ đệ khóc lớn thì hơ sững ra. Sau đó, khi Hưng ca nhìn thấy Hạ Thiệu Đình đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hứa quân dao thì vô thức xoa nhẹ cánh tay của mình, rồi trừng mắt căm hận nhìn nàng. Có phải là ngươi, có phải là ngươi lại dọa rượu ca không? Hứa quân dao còn chưa kịp lên tiếng thì Hạ Thiệu Đình đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt nàng bảo vệ nàng ở phía sau và ngăn chặn ánh mắt giận dữ của Hưng ca phóng về phía nàng. Hứa Quân Dao phát hiện ra thiếu niên ánh trăng đang bảo vệ mình thì lấy làm hạnh phúc, nàng nhích lại gần hắn hơn, sau đó chớp chớp đôi mắt đen láy sáng ngời, làm ra vẻ hồ đồ nhìn về phía Hưng ca. Vốn dĩ Diệu ca còn đang nằm đờ đẫn trong vòng tay của Lý thị, nhưng sau khi nghe thấy tiếng kêu của huynh trưởng thì vô tình nhướng mắt lên. Ngay sau đó, đồng tử đột nhiên co rút, thằng bé hét lên một tiếng, vừa hét vừa ra sức vũng vẫy thoát khỏi vòng tay của Lý Thị. Diệu ca ôm đầu thét lên chói tai như thể thằng bé đã gặp phải thứ gì rất đáng sợ, còn Lý Thị chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử dãy rùa kịch liệt. Đám người Vương Thị và Nguyễn Thị vội vã muốn tiến lên ngăn cản những diệu ca chạy quá nhanh, mọi người không ai có thể giữ nổi thằng bé, nhất thời trong phòng trở thành một mớ hỗn độn. Hạ Thiệu Đình vẫn vững vàng bảo vệ tiểu nha đầu phía sau lưng mình. Cũng không hề phát hiện ra tiểu nha đầu dính lấy mình đang nở một nụ cười ngọt ngào. Còn châu ca như phát hiện ra một thứ gì thú vị lắm. Thằng bé mặt mày hớn hở cầm lấy cành cây thắt khăn tay đuổi theo rượu ca luôn miệng kêu rượu ca quay về, rượu ca quay về. Nguyễn Thị cảm thấy bất lực khi phải vừa cùng mọi người bắt lấy hưng ca, vừa phải quay sang man cản nhi tử đang thêm dầu vào lửa của mình. Diệu Ca bị mọi người đuổi theo khắp nơi nhưng vẫn nhớ rõ bản thân phải cách nhà đầu quỷ quái thật xa, thế nên dù hắn có chạy đến chỗ nào cũng không dám chạy về phía Hứa Quân Giao. Diệu Ca chạy mãi, chạy mãi cuối cùng chỉ vì một cái vấp chân mà cả người ngã xuống đất. Trùng hợp thế nào lại ngã ngay dưới chân của Hứa Quân Giao. Trong giây phút đó, mọi người ai cũng nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Hưng Ca. Thằng bé vung tay loạn xạ, kêu lên thê thế đừng ăn ta, đừng ăn ta, ta không dám nữa, không dám nữa đâu, hu hu, đừng ăn ta mà. Mọi người nhìn Hưng ca vừa kêu vừa khóc rồi nhìn sang vẻ mặt ngây thơ vô tội của hứa quân giao, ai nấy cũng cảm thấy bối rồi. Ta biết ngay là ngươi mà, nhất định là ngươi đã dọa rượu ca. Hưng ca từ đâu nhảy ra, chỉ tay vào hứa quân giao nói. Hứa quân giao không chốt khách khí hất tay của hắn ra ai cho phép ngươi chỉ vào bản cung? Hưng ca bực bội chừng mắt nhìn nàng, vốn hắn còn muốn tiến lên giáo huấn nàng ta một trận nhưng khi nhìn thấy đệ đệ của mình vừa la hét vừa chạy loạn, hắn chợt nhớ ra lá gan của tiểu nha đầu đáng chết này rất lớn nên không khỏi sinh ra vài phần kiêng kỳ. Không được đánh người. Hạ thiệu đình khẽ trách mắng tiểu nha đầu. Thế nhưng hứa quân giao lại làm như không nghe thấy, nàng vùi đầu trong ngực hắn có lấy cỏ lấy cọ để mái tóc mềm mại của nàng cọ đến nỗi hắn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Bên này, Nguyễn Thị đã phát hiện ra Diệu Ca rất sợ hứa quân giao. Nàng nghi ngờ nhìn nữ nhi đang làm nũng với Hạ Thiệu Đình, xong cũng không nói gì thêm. Mãi một lúc sau, mọi người mới chấn an được Diệu Ca. Nguyễn Thị Đích thân ra cửa tiễn Lý Thị Tay ôm nhi từ cùng hưng ca mặt mày ủ rũ lên xe ngựa chờ về phu của mình. Ca ca quá xuất sắc, ca ca làm lại đi, ca ca làm lại đi. Sau khi tiễn ba mẫu từ Lý Thị và trở về phòng, Nguyễn Thị đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của hứa quân giao. Được muội muội tâng bốc, Châu Ca biểu diễn lại vũ điệu gọi hồn mà thằng bé tự mình nghĩ ra, tiểu nha đầu vui vẻ đến nỗi bật cười giòn tan. Ngay cả Hà Thiệu Đình bình thường thích ra dáng người lớn bây giờ trên mặt cũng dương lên nụ cười vui vẻ, hắn vừa cười vừa liếc nhìn tiểu nha đầu lém lỉnh bên cạnh. Nhà đầu này thật sự thảo mai, rõ ràng con bé chỉ coi Châu Ca như một trò cười, nói ra bao nhiêu lời ngon ngọt dụ dỗ thằng bé mua vui cho mình, thế mà không hiểu sao Châu Ca lại tin được lời tâng bốc của con bé. Châu Ca, bảo nha." Nguyễn Thị nghiêm mặt gọi. Sau khi nghe thấy tiếng gọi của Nguyễn Thị, Châu Ca đang muốn múa quay cuồng lập tức đứng nghiêm, hứa quân giao cũng thu lại nụ cười của mình, nàng học theo Châu Ca đứng nghiêm trang đôi mắt đen trắng rõ ràng trong vắt như nước, má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện trên mặt. Nguyễn Thị nghiêm khắc gian dạy nhi tử. Con học ở đâu cái kiểu làm loạn như thế hả? Nếu để phụ thân con biết nhất định sẽ đánh con một trận nên thân. Châu ca vô tội chớp mi. Con nào có làm loạn, lần trước con thấy một bà lão vừa gọi vừa nhảy như này, sau đó tiểu ca ca bên cạnh có thể khóc, có thể nói ngay. Sau đó, thằng bé lắc đầu đắc chí nói. Ban nãy người nhìn thấy không nương. Con mới gọi có mấy lần mà Diệu Ca đã quay về rồi. Hứa quân giao nhớ lại bộ dạng lúc nãy của Châu thì che miệng nín cười không thôi. Nguyễn Thị xoa chán, nhẫn nại nói. Diệu Ca chỉ bị dọa sợ thôi, bao giờ lấy lại được bình tĩnh sẽ bình thường lại ngay, không liên quan gì đến việc con nhảy và la hét cả. Thật vậy sao? Mặt Châu Ca đầy hoài nghi, có vẻ như vẫn không tin lắm. Nguyễn Thị gật đầu nghiêm túc nói. Đúng là như vậy. Châu ca bĩu môi lấy làm tiếp nói. Dạ, cứ cho là vậy đi. Có lẽ là do con học nghệ chưa thông, bản lĩnh chưa đến nơi đến chốn. Hứa quân giao nhịn không nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Không, tiểu đường đại nhân, người học rất tốt, bản lĩnh của người đã đến nơi đến chốn rồi. Nguyễn Thị tức giận nhéo lên khuôn mặt đang cười tâu tuét của tiểu nha đầu, nói. Có phải con lại làm gì diệu ca không? Hứa quân giao vô tội nói. Con không làm gì cả, không phải con. Nàng chẳng làm gì sai cả, lúc đó nàng chỉ cùng A Vũ yên phận chơi đá cầu mà thôi. Nếu như diệu ca nhìn thấy cái gì thì cũng là do hắn xui xẻo, có liên quan gì tới nàng? Nguyễn Thị nửa tin nửa ngờ thật sự không phải do con. Thế sao Diệu Ca lại sợ con như thế? Chính mắt nàng nhìn thấy Diệu Ca chỉ khóc khi nhìn thấy tiểu nha đầu. Hơn nữa lúc thằng bé chạy điên loạn khắp nơi đều cố ý tránh xa chỗ của con bé. Không phải con, thật sự không phải con. Vẻ mặt của hứa quân giao muốn vô tội bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hạ thiệu đình lòng tràn đầy nghi hoặc, đam chiêu nhìn tiểu nha đầu vẫn luôn bám lấy mình. Có phải nhà đầu Thảo Mai này đã làm chuyện gì khiến Diệu Ca sợ hãi không? Nếu không sao phu nhân lại hỏi con bé như thế? Nguyễn Thị không hỏi được gì nữa, cũng không muốn phải nghi ngờ con của mình. Nàng tự tìm một cái cớ an ủi bản thân, có lẽ là do Diệu Ca vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau khi bị con rắn lần trước dọa sợ. Nguyễn Thị vẫy tay về phía Hạ Thiệu Đình ý bảo hắn đến gần mình. Đình ca, lão gia đã sớm phái sai dịch đi tìm gì của cháu. Lúc nãy vừa nhận được thư của sai dịch nói rằng dì cháu đã khởi hành từ hai tháng trước, có thể ngày mai sẽ tới đây đón cháu. Hạ thiệu đình hơi ngạc nhiên đồng thời trong lòng hắn cũng sinh ra một loại cảm giác khó tả. Mặc dù ở đây tốt nhưng rốt cuộc cũng không phải nhà của hắn. Hắn vẫn luôn muốn rời đi, chẳng qua, thứ nhất là hắn không biết mình nên đi đâu, thứ hai là do hắn không nỡ rời xa vị phu nhân dịu dàng này, cả châu ca hoạt bát ham chơi và cả tiểu nha đầu thảo mai đang đứng bên hắn, còn cả vị đại nhân khiến hắn kính nể này. Tất cả mọi người ở nơi này đều làm hắn cảm thấy luyến tiếc. Nguyễn Thị dịu dàng giải thích. Sau khi nghe nói về chuyện của cháu, trong lòng dì cháu vừa sốt ruột vừa lo lắng, vốn dĩ nàng ấy còn định đi đón cháu ngay, nhưng không ngờ rằng em họ của cháu lại bị ốm nặng một trận vì thế mới làm trễ nải tới tận bây. Sau khi nghe xong hứa quân giao cũng cảm thấy không nỡ. Thiếu niên ánh trắng phải đi rồi sao? Nàng còn muốn sống chung với hắn một đoạn thời gian nữa để bọn họ có thể bồi dưỡng tình cảm với nhau. Châu ca nghe xong thì kêu lên quang quác. Đình ca đừng đi, đình ca phải tiếp tục ở lại đây, huynh đi rồi đệ phải làm sao đây? Còn ai chơi với đệ nữa, đệ không muốn chơi cùng bảo nha ngu ngốc đâu nói đến câu cuối cùng châu ca chớp mắt đầy đáng thương hạ thiệu đình nghe thấy thằng bé nói vậy trong lòng hắn cùng cảm thấy không nỡ tính cách hắn lầm lì cô độc lúc nào cũng lủi thủi một mình nên vẫn luôn chẳng có ai chơi cùng cho tới sau khi đến đây hắn mới gặp được một đứa trẻ có thể chơi cùng hắn nguyễn thị cũng vô cùng luyến tiếc dù sao thằng bé đã sống cùng gia đình nàng một khoảng thời gian hơn nữa đứa trẻ này vừa ngoan ngoãn lại còn hiểu chuyện không khiến nàng phải nhọc lòng như hai đứa con mình hôm nay đột nhiên nghe tin hạ thiệu đình sắp cùng gì hắn rời đi trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy khó chịu nhưng cũng không có cách nào khác dù sao người ta vẫn còn có người thân nàng cũng không thể ép hắn ở lại được hứa quân giao hiểu được đạo lý này nàng cũng biết tiền đồ tốt đẹp sau này của thiếu niên tướng quân nhưng lại không biết ở đời trước thiếu niên tướng quân đã trả qua những gì trước khi nổi danh vậy nên nàng cũng không dám can thiệp vào chuyện của hắn đêm hôm đó nàng khổ não lật xem chiếc hộp gấm bằng gỗ đàn hương màu đen mà nguyễn thị đã chuẩn bị cho nàng bên trong có túi hương nhỏ đựng các loại thảo dược đuổi muỗi, còn có trông lắc của miễn ca tặng tất cả đều là đồ chơi vô giá của trẻ con môn vũ bay qua bay lại cạnh nàng trong mắt tràn ngập đố kỵ giao giao còn chưa từng tặng gì cho nàng cơ thế mà bây giờ nàng lại vì hạ thiệu đình mà tốn công chuẩn bị quà không công bằng việc này không công bằng quá là bất công hứa quân giao chẳng thèm quan tâm đến nàng ta không ngừng lục tung bảo tàng của mình trong lúc bất cẩn làm rơi chiếc trống lắc xuống dưới đất nàng không thèm ngẩng đầu lên trong lòng phân phó a à vũ nhặt lên ngôn vũ nghe lời nhặt nó lên tay vừa cầm vào chiếc trống lắc đã kêu lên in ỏi, tông tông tông. Hai mắt nàng ta sáng lên, lắc thêm vài lần nữa. Tiếng trống lắc vang lên khắp phòng, tông tông tông, tông tông tông, ngôn vũ cực kỳ vui vẻ nói. Giao giao, cái này chơi vui quá. Nói xong, nàng ta lại tiếp tục lắc. Hứa quân giao chưa kịp ngăn cản thì cửa phòng đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy ánh mắt khiếp sợ của Nguyễn Thị nàng thầm nghĩ không ổn, muốn ngăn môn vũ lại nhưng đã không còn kịp nữa. Chỉ nghe thấy, tông, một tiếng, Nguyễn Thị đã trợn mắt ngất siêu. chương 30, sinh nơi hoạn nạn, chết trong an lạc. Sao? Sao câu nói có ngụ ý là đề cao lối sống chân chính của con người? Cả cuộc đời phấn đấu nỗ lực hết mình, trải qua muôn vàn khó khăn chắc trở, về già hưởng thụ thú vui tuổi già, một vòng đời người tự nhiên. Đồng thời câu nói còn phê phán những người lười biếng, ỉ lại, ăn bám. Phu nhân. Bích Văn đi sau Nguyễn Thị thấy vậy sợ tới mức hét lên thất thanh, nàng ta vội vàng chìa tay ra đỡ. Kể từ giây phút nhìn thấy Nguyễn Thị, hứa quân giao đã biết chuyện này nhất định sẽ gây ra họa lớn, nàng chỉ không ngờ là Nguyễn Thị lại bị dọa mất đi. Hứa quân giao tức giận chừng mắt nhìn ngôn vũ đang rụt cổ lại, nàng ta cũng sợ đến nỗi vứt luôn cây trống lắc đi. Ngay sau đó, Hứa quân dao vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, đến cả giày cũng không đi vào. Nương Gọi được mấy câu, tiểu nha đầu thông minh lanh trí chạy như bay đi báo tin cho đường tùng niên, vừa hay tin phu nhân té xỉu, đường tùng niên giật mình sừng sốt, không dám chậm trễ thêm phút giây nào, hắn hấp tấp chạy qua đó bế Nguyễn Thị về chính phòng. Hứa quân dao bước đôi chân ngắn tủn đi sát theo sau hắn, trong lòng thấp thỏm lo lắng nghĩ, bao phu nhân sẽ không bị dọa đến nỗi ngốc luôn chứ. Nếu chẳng may ngốc thật thì phải làm sao đây? Châu ca vừa mới nằm lên giường không lâu thì nghe thấy động tĩnh, nhân lúc hạ ma ma không chú ý, hắn chạy vụt ra ngoài nhanh như chớp, vừa đến chính phòng đã thấy mẫu thân mình nằm trên giường, còn phụ thân ở bên cạnh gọi thế nào nương cũng không tỉnh lại. Nương sao thế à? Hắn rưng rưng nước mắt trực khóc, nhưng không có ai quay đầu nhìn hắn đến cả hứa quân dao cũng mặt mày tái mét, con bé đang cố gắng nhón chân lên liếc nhìn Nguyễn Thị đang hôn mê nằm trên giường. Đường Tùng Niên vừa ấn huyệt nhân trung vừa gọi tên của Nguyễn Thị, cũng không biết trải qua bao lâu, Nguyễn Thị cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. A à như, phu nhân, nàng tỉnh lại rồi à? Nàng cảm thấy trong người thế nào? Còn có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Đường Tùng Niên vui mừng luôn mồm hỏi khuôn mặt Nguyễn Thị thất thần, ánh mắt đờ đẫn vô hồn phải mất một lúc lâu mới trở lại như bình thường. Hứa Quân Giao thấy nàng tỉnh lại, vừa mừng vừa sợ, đang muốn tiến lên phía trước nhưng vẫn có chút trần chờ. Nàng không biết mình phải giải thích thế nào nếu Nguyễn Thị hỏi chuyện xảy ra ở trong phòng. Đúng lúc này, Nguyễn Thị đột nhiên thét lên một tiếng chói tai. Nàng mạnh mẽ đẩy đường Tùng Niên ra, kéo lê đôi giày đi lục tung khắp phòng. Phu nhân, nàng đang tìm gì vậy? Đường Tùng Niên khó hiểu hỏi. Nhưng Nguyễn Thị hoàn toàn không để ý tới hắn, miệng lầm bẩm không ngừng, hai tay mải miết tìm kiếm. Nàng loay hoay tìm kiếm một hồi, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người cầm lấy một lá bùa bình an mà ngày trước nàng xin ở chùa Triều Vân, cầm theo cả dây truyền tượng Phật Ngọc Bích trong suốt và lấy trên bàn trang điểm một cái lược được làm bằng gỗ đào, sau đó mới lao ra ngoài. A à Như, phu nhân, ngương ơi. Mọi người đồng loạt kêu lên rồi vội vàng đuổi theo sau, hứa quân dao nhỏ tuổi nhất không đi được nhanh nên đành tụt lại phía sau. Nàng nhìn thấy Nguyễn Thị đang đi về phía phòng của mình thì trong lòng cảm thấy thấp thỏm không yên, nhất thời càng thêm lo lắng. Không biết cái đồ đã phản ứng chậm mà còn đần độn kia ở trong phòng có sờ sờ mó mó cái gì nữa không? Nếu lúc này lại bị bắt gặp lần nữa nàng cũng không dám tưởng tượng tiếp nữa nàng nhanh chân đuổi lên trước nghe thấy đường tùng niên hỏi phu nhân rốt cuộc nàng đang làm gì vậy nàng có linh cảm chẳng lành dựa vào ưu thế của cơ thể len vào trong phòng vừa vào đã thấy trên cổ nguyễn thị đeo dây truyền tượng phật một tay cầm bùa bình an tay kia cầm chiếc lược gỗ đào nàng căng thẳng đối mặt với chiếc giường trống không nói ra đây mau ra đây trong tay ta có gỗ đào nếu như người còn không đi ra thì ta, ta sẽ lấy cái lượng này bổ đôi ngươi. Đường Tùng Niên đang muốn tiến lên nghe được câu này. Châu ca đang ôm chân của phụ thân đôi mắt lập tức sáng lên như thể vừa phát hiện ra một trò gì thú vị. Nguyễn Thị tập trung tinh thần, đề cao cảnh giác dơ lược gỗ đào nhìn khắp phòng, sau đó nhìn về phía chiếc trống lắc rơi bên cạnh giường. Qua một lúc lâu, nàng run rẩy dùng mũi chân đá vào chiếc trống lắc chống lạc bị nàng đá bắn ra một khoảng khá xa, ngoại trừ vang lên vàng tiếng, tông tông, thì cũng không có điều gì khác thường. Hứa quân giao nhất thời cạn lời, sau đó ngó nghiêng khắp phòng, nhanh chóng phát hiện ra ngôn vũ ngốc nghếch đang thu mình lại một cách đầy đáng thương trong một góc phòng. Nàng ta thấy hứa quân giao nhìn mình, vẻ mặt càng thêm ấm ức nhưng cũng không dám có bất kỳ hành động gì khác. Hứa quân giao chừng mắt nhìn nàng ta, khi nàng đang định bảo nàng ta nhanh chóng trở lại khóa trường mệnh thì Nguyễn Thị vẫn luôn đợi mãi mà không phát hiện ra điều bất thường đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nguyễn Thị nhìn theo tầm mắt của nữ nhi, mặc dù run rẩy xong vẫn cố gắng siết chặt cây lược gỗ đảo áp trước lồng ngực, đôi mắt đen trắng rõ ràng mở to, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi khôn tả. Nhưng Nguyễn Thị vẫn lao thẳng về phía ngôn vũ, nói. Có phải ngươi ở chỗ này không? Là ở đây nguyễn thị vừa nói vì hung hăng nện chiếc lược gỗ đào về phía ngôn vũ hứa quân giao thấy thế suýt nữa kêu lên thành tiếng nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn lược gỗ đào xuyên qua người của ngôn vũ sau đó rơi trên mặt đất ngôn vũ sợ đến nỗi lộn nhào ra chỗ khác rồi tiếp tục co rúm lại nước mắt nàng ta rơi lã chã sợ mình khóc ra tiếng nên đành phải cắn mạnh vào chiếc khăn tay nhìn chằm chằm hứa quân giao với ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tủi thân Hứa quân dao cố gắng nhịn cười. Đi chưa vậy, bảo nha. Nó đi chưa con? Nguyễn Thị run rẩy hỏi. Hứa quân dao không dám nhìn lung tung nữa, mở to đôi mắt đen lấy ngây thơ vô tội nhìn Nguyễn Thị, trong lòng dứt khoát ra lệnh cho môn vũ mau chóng trở về khóa trường mệnh. Phu nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Đường Tùng Niên kinh ngạc nhìn phu nhân nhà mình liên tiếp làm ra những hành động kỳ lạ, cuối cùng không kìm được mà bước tới và kéo lấy tay của Nguyễn Thị hỏi. Nguyễn Thị lập tức dựa sát vào trong lòng hắn, giọng thù thù. Tướng quân, trong phòng này có thứ không sạch sẽ, lúc nãy ta thấy cây trống lắc kia tự mình phát ra tiếng. Vừa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, mặt Nguyễn Thị lập tức tái đi vài phần, ánh mắt càng thêm hốt hoảng. Nương, người nói cái này à? Nguyễn Thị sợ tới mức hô lên, giật cây trống lắc từ trong tay của châu ca rồi vứt nó sang một bên. Không được động linh tinh, nghe chưa hả? Không được động linh tinh. Nguyễn Thị cảm thấy mình sắp điên lên rồi, nghiêm nghị nhắc nhở Nhi Tử. Châu ca bị nàng dọa sợ, tủi thân bĩu môi nhưng không khóc mà chỉ kéo dài âm cuối, dạ, một tiếng. Đường tùng niên dây thái dương, hết sức kiên nhẫn nói với Nguyễn Thị. Đây là phòng của Bảo Nha, Mọi người ai cũng bảo đôi mắt của trẻ con là sạch sẽ nhất, có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không cách nào thấy được, nếu thật sự có gì đó thì bảo nha chắc chắn sẽ. Không, không phải, không phải đâu, thiếp thật sự nhìn thấy mà, thật đấy, thiếp lừa chàng làm gì. Nguyễn Thị thấy phu quân không tin mình thì gấp đến nỗi kéo cổ tay áo của hắn, cắt ngang lời hắn nói, sau đó chỉ về phía Bích Văn, nói. Đúng rồi, Bích Văn bích văn và thiếp cùng nhau đi vào con bé nhất định cũng nhìn thấy bích văn ngập ngừng trả lời lúc nô tì tiến vào ngoại trừ thấy cô nương đang ngồi trên du ương đang lật tung cái dương nhỏ ra còn cái trống lắc rơi ở dưới đất mà phu nhân nói hoàn toàn không có điểm gì bất thường cả không đúng không đúng cái trống lắc đó rõ ràng lơ lửng trên không rồi phát ra tiếng kêu sao ngươi có thể không thấy nguyễn thị quýnh lên nói Nô tỳ thật sự không thấy gì cả. Bích Văn trả lời. Không thể nào, sao lại không thấy được? Nó rõ ràng ở kia, đúng, chính là ở chỗ kia, như này này, cứ như này mà phát ra tiếng kêu, giống như có ai đó cầm lắc vậy. Phu nhân, có thể là... Đường Tùng Niên không hề tin vào những lời nói nghi thần nghi quỷ của nàng. Lúc hắn đang định nói có thể là do ban ngày nàng mệt nhọc quá độ nên mới bị hoa mắt thì Nguyễn Thị đột nhiên lao về phía Hứa Quân Dao, ở trên mặt, trên người của con bé hết véo chỗ nọ lại nhéo sang chỗ kia, sau đó không nói không rằng nhét lá bùa bình an trên người mình vào trong túi của nữ nhi, tiếp đó lại đeo vòng tượng Phật lên cổ con bé, cuối cùng mới ôm chặt Hứa Quân Dao vào vào lòng, lẩm bẩm nói: Bảo nha đáng thương của ta, chắc là con sợ lắm. Không sợ, không sợ. Có nương ở đây rồi không ai có thể làm hại bảo nha của ta được hứa quân dao bị nàng thít chặt gần như không thừa nổi đang ra sức dãy giụa thì nghe thấy lời này của nguyễn thị động tác nhất thời dừng lại trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả bao phu nhân này thật là cuối cùng vẫn là đường tùng niên đau lòng cho nữ nhi vội nói phu nhân nàng ôm chặt quá rồi mau buông lỏng ra nhưng nguyễn thị dường như vẫn không nghe tiếng cũng không thèm đếm xả đến phu quân nàng ôm hứa quân dao vội vàng ra khỏi phòng, vừa đi vừa run giọng nói. Phòng này không thể ở được nữa, không thể ở được nữa. Ta không thể để nữ nhi bị mấy thứ không sạch sẽ dọa sợ, không thể, không thể. Hứa quân dao cảm thấy mình sắp ngạt thở rồi, mặc dù biết vị phu nhân ôm chặt mình đang sợ hãi muốn chết. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được tấm lòng bảo vệ nữ nhi mãnh liệt của nàng ấy, mãnh liệt đến nỗi làm cho mũi nàng cay cay trong lòng bất giác có thêm một chút mềm mại hiếm có lúc này nàng chẳng còn hơi sức đâu mà làm bộ khóc với sợ hãi nữa nhưng rất nhanh nàng đã phải trả giá vì một phút mềm lòng này nguyễn thị bỏ ngoài tai lời khuyên bảo của đám người đường tùng niên bế thẳng nữ nhi về phòng sau đó lật tung phòng tìm kiếm vật trừ tà thấy bao nhiêu thì nhét lên người nữ nhi bất nhiêu sau một hồi lâu hứa quân dao khẽ thở ra một hơi lá bùa dán trên trán nàng phát ra âm thanh, loạt soạt, yếu ớt. Nàng cúi đầu nhìn cần cổ đeo đầy đồ bằng ngọc, nào là ngọc tỳ hưu, ngọc Phật, ngọc kỳ lân, đếm sơ qua có chừng hơn 8 cái, còn túi của nàng thì nhét một thỏi đại kim nguyên bảo, hứa quân giao khóc không ra nước mắt. Bánh bao phu nhân ơi, có phải ngươi coi bản cung như tả ma, nên muốn diệt trừ ta không? Châu ca đi theo cười đến mức loạn choạng suýt ngã, sau khi cười chán chê thằng bé khua chiếc khăn tay nhỏ rồi nhảy vòng quanh người nàng. Bảo Nha quay về đi, Bảo Nha ơi quay về đi. Hứa quân giao. Đủ rồi đó tiểu đường đại nhân. Đường tùng niên xoa chán, nhìn Nguyễn Thị đang rơi vào trạng thái điên khùng thì thở dài một tiếng, nói không nên lời. Hứa quân giao vốn cho rằng mọi chuyện sẽ dừng lại khi Nguyễn Thị biến nàng thành một cái giá triển lãm đồ vật trừ tà. Chỉ cần đợi Nguyễn Thị bình tĩnh trở lại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đâu ngờ đến ngay sáng hôm sau khi trời mới tờ mờ sáng, trong cơn mơ màng nàng bị Nguyễn Thị ôm lên xe ngựa đi thẳng đến chùa Triều Vân. Đường Tùng Niên không yên tâm vì thế đích thân đưa mẹ con họ đi. Nguyễn Thị cương quyết bắt nữ nhi học theo bộ dạng thành kính của mình cúi lại trước tượng Phật. Sau khi làm lễ xong, nàng bế hứa quân giao đi khắp nơi trong chùa tìm huyền thanh đạo trường. Khi biết huyền thanh đạo trường đi vân du tứ hải chưa về, Nguyễn Thị vẫn chưa từ bỏ ý định mà nàng nặc cầu xin huyền thông đạo trường ban cho nữ nhi của nàng một lá bùa bình an và một pháp khí phòng thân. Đường Tùng Niên bắt lực đi theo sau nàng, nhìn vẻ mặt không thiết sống của nữ nhi khi bị nhét quá một đống bùa bình an, pháp phí hộ thân, làm hắn bất giác mỉm cười. Nguyễn Thị vẫn chưa yên tâm, nàng phân phó hạ nhân hái một bao tải đầy lá bưởi từ cây bưởi ở trong chùa, sau đó mới miên cưỡng rời đi trong ánh mắt ngạc nhiên của các đạo sĩ và khách hành hương. Trở về phủ, Nguyễn Thị hấp tấp đun nước lá bưởi, bất chấp sự dãy rùa của hứa quân dao mà lột sạch quần áo trên người con bé, sau đó xách nàng vào phòng tắm ném thẳng vào bồn tắm ngoài phòng tắm hai cha con đường tùng niên và châu ca cùng nhau ngồi lên trường kỳ cả hai đều nhìn về phía hứa quân giao chứng kiến cảnh con bé đang vùng vẫy chân tay để thoát khỏi sự kèm cặp của mẫu thân hai cha con quay ra nhìn nhau sau đó không hẹn mà cùng thờ dài thương thượt bảo nhà đáng thương quá hôi 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 con không thích không muốn tắm trong phòng truyền ra tiếng kháng nghị non nớt của tiểu nha đầu. Ngay sau đó là tiếng nói quyết liệt của Nguyễn thị. Hôi đâu mà hôi? Con nít con nôi mà cứ thích soi mói lại đây. Không đâu, không đâu. Con không muốn. Rào rào rào. Âm thanh vùng vẫy của tiểu nha đầu rất nhanh đã bị tiếng nước làm lu mờ. Hai cha con ở ngoài phòng lại lần nữa đồng thanh than thở. Bảo Nha thật sự quá đáng thương. Nguyễn Thị tỉ mỉ rửa liền một phát hai lần cho nữ nhi, sau đó lau sạch nước trên người và mặc quần áo cho con bé. Làm đâu ra đấy nàng mới nhét hứa quân dao với khuôn mặt đang ửng hồng vì nước nóng vào trong lòng của đường tùng niên. Sau đó, nàng bình tĩnh bê một chậu nước bưởi tới phòng của hứa quân dao, vẩy từ trong ra ngoài, cuối cùng lấy dây thừng đỏ buộc lá bưởi ở trước cửa phòng con bé, làm xong xuôi mọi thứ mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Thị suy nghĩ một chút, vội tiến vào phòng, lật cái giường nhỏ mà tiểu nha đầu nằm ngủ lên, tìm thấy cái khóa trường mệnh mà tiểu nha đầu luôn đeo trên người, vứt nó vào trong chậu nước bưởi rồi kỳ cọ một lượt, sau đó mới cầm nó trở về chính phòng. Sau khi bị Nguyễn Thị nhét vào trong lòng của đường Tùng Nhiên, hứa quân giao đã không còn vùng vẫy nữa. Lần này nàng đúc kết ra được một điều, đừng nhìn bình thường bao phu nhân lúc nào cũng mềm mại, yếu đuối mà tưởng nàng ấy dễ nói chuyện. Một khi nàng ấy đã trở nên cố chấp, đừng nói là nàng, đến cả lão già thối cũng chẳng thuyết phục được nàng ấy. Châu ca không thích mùi lá bưởi trên người muội muội, thằng bé bịt cái mũi nhỏ lại, lùi ra thật xa, ôm ôm nói. Thối, thối chết mất. Hứa quân dao cũng mặc kệ hắn, đừng nói là tiểu đường đại nhân, ngay cả nàng còn chẳng ngửi được cái mùi trên người mình. Đường Tùng Niên thấy hứa quân giao cam chịu số phận thì cười phá lên, tiếng cười át cả tiếng bước chân vào phòng của Nguyễn Thị. Sau khi vào phòng, Nguyễn Thị một lần nữa đeo khóa trường mệnh lên cổ nữ nhi. Hứa quân giao người thấy trên khóa trường mệnh tản ra mùi hương giống hệt trên người mình, nàng lấy làm kinh hãi thầm nghĩ, đừng nói là bao phu nhân lấy nước lá bưởi về rửa khóa trường thọ nhé. Chẳng biết A à Vũ mốc ngách kia còn tồn tại không? Nguyễn Thị không biết suy nghĩ trong lòng nàng. Nàng ấy tiếp tục nhét từng phép bùa bình an xin được ở chùa Triều Vân vào trong túi của nữ nhi. Sau đó còn nhét vào túi hương nhỏ một viên ngọc tỳ hưu tinh xảo, xanh trong, cuối cùng đóng túi hương lại và treo lên người nữ nhi. Hứa quân dao buồn bực nhăn mũi, bắt đầu xem xét lại chính mình. Ngôn vũ là nữ quỷ mà chỉ có nàng mới nhìn thấy được, nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi này, nàng bởi vì sự lơ là sơ xuất của bản thân đã khiến cho môn vũ bị phát hiện. Mặc dù đối phương không thấy được sự tồn tại của môn vũ, nhưng hành vi của môn vũ đủ để khiến mọi người sợ hãi. Diệu ca vẫn chỉ là một đứa trẻ, cho dù lúc đó hắn có nói ra sự thật bất thường kia cũng không có ai tin, nhưng Nguyễn Thị thì khác, chỉ cần nhìn một loạt hành động bán tín bán nghi của nàng ấy thì đủ để biết. Dù không nhìn thấy môn vũ nhưng nàng ấy đã bắt đầu nghi ngờ trong phòng có thứ gì đó tồn tại rồi, mà tất cả những việc xét đến cùng đều do sự sơ suất lơ là của nàng. Nhưng sao nàng có thể sơ suất như vậy? Hứa Quân Giao cau mày. Đời trước để có thể từ một cung nữ nhỏ bé leo lên vị trí thục phi nương nương, nàng cũng không phải là người hiền hậu nhân từ. Nàng chưa bao giờ buông xuống cảnh giác với bất kỳ người nào, việc nào xung quanh mình. Chẳng hạn như sai lầm của ngày hôm qua nó tuyệt đối không có khả năng xảy ra với hứa thục phi đời trước vậy mà giờ đây sao lại thế này tiểu nha đầu bị dọa rồi sao đường tùng niên thấy nữ nhi trong lòng không nói năng gì nheo mũi con bé buồn cười hỏi hứa quân giao ngước mắt lên nhìn đường tùng niên nhưng trùng hợp nhìn thấy gương mặt đáng thương của châu ca thằng bé đang bị nguyễn thị sách vào phòng tắm lập tức hứa quân giao như bừng tỉnh khỏi cơn mê trái tim một lần nữa đón chào hạnh phúc. Đúng rồi, hóa ra là vậy. Người xưa có câu, sinh nơi hoạn nạn, chết trong an lạc, đời trước ở xung quanh nàng chỉ có những thứ xấu xa, lòng người hiểm ác. Bất kể khi làm nô tỳ hay là sau này trở thành phi tần của hoàng đế, thì âm mưu, hãm hại và máu tươi chưa bao giờ rời xa nàng. Vì thế nàng phải từng giờ, từng phút đề cao cảnh giác bởi vì nàng biết rằng chỉ cần mình có một chút buông lòng sẽ có vô vàn ám tiễn phóng về phía mình. Sao, câu nói của mạnh tử. Nguyên văn. Sinh vu yêu hoạn, nhi tử vu an lạc giá. Trong đoạn này ngụ ý là nàng đang thích nghi với hoàn cảnh. Nhưng mà đời này thì... Kẻ tử thù trở thành phụ thân của nàng, hắn sẽ chẳng bao giờ chống lại nàng nữa. Đường Hoài Châu như từ lòng dạ âm hiểm thâm độc của Đường Tùng Niên lại trở thành huynh trường ruột thịt của nàng. Mặc dù hắn lúc nào cũng vu vạ cho nàng nhưng đó cũng chỉ là trò nghịch ngợm giữa trẻ con với nhau. Điều này không gây tổn hại gì cho nàng cả và đương nhiên nàng cũng không cần để ở trong lòng. Đúng là vận đổi sao rời mâu của đời trước đã trở thành thuẫn, sao giờ phút này bên cạnh nàng đã không còn âm mưu và hãm hãm mà chỉ có một bao phu nhân ân cần dịu dàng yêu thương nữ nhi như mạng, một bà nội có chút hồ đồ nhưng thật lòng yêu thương cháu gái. Mọi người đối xử với nàng bằng tất cả sự bao dung và tình yêu thương vô bờ, không biết từ lúc nào họ đã làm tan rã sự phòng thủ và cảnh giác của nàng. Sao, vô, khi giới thời cổ, cán dài, mũi nhọn và có hình uốn lượn, dùng để đâm, tấn công. Thuẫn, vật dùng để cầm che đỡ cho gươm. Phòng thủ ý của câu đời này gia đình dtn đã trở thành hậu phương của nàng đôi mắt nàng khẽ chớp đôi môi mím chặt trong lòng cảm nhận được một cơn khủng hoảng chưa từng có không được không được nàng không thể tiếp tục như vậy nàng còn phải làm hoàng hậu nữa nếu nàng được cưng chiều thành đồ ngu cái gì cũng không hiểu cái gì cũng không biết đừng nói đến nàng có thể leo lên được ghế phượng làm mẫu nghi thiên hạ hay không chỉ cần cung nữ bên cạnh hoàng đế có chút chí tiến thủ, cũng đủ sức lấy đi cái mạng nhỏ của nàng. Nàng nắm chặt tay, trong lòng một lần nữa đưa ra quyết định, đời trước ngay cả thiên quân vạn mã cũng xông qua rồi, đời này nàng không thể chết bên trong vại mật của Đường phủ, nếu thật sự như vậy, kiếp này coi như bỏ. Sao, viên quân vạn mã, lực lượng đông đảo, hùng mạnh. Bảo nha." Giọng nói mềm mại của Nguyễn thị truyền đến. Dạ, con đến đây. Nàng nũng nịu thưa, sự phòng thủ và cảnh giác thuộc về hoàng hậu tương lai đã biến mất ngay lập tức. Giờ phút này chỉ có tiểu cô nương mũm mĩm đang vùng vẫy ngã đòi xuống đất để khỏi vòng tay của cha mình, mặt đầy hớn hở chạy về phía người mẹ yêu thương nàng vô điều kiện. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.